Chào mừng mọi người đã đến với podcast FPT Edu Chill, nơi chúng mình sẽ cùng trò chuyện với các bạn học sinh, sinh viên, cựu học sinh, sinh viên hay cán bộ giảng viên tại FPT Edu. Mỗi vị khách đến với FPT Edu Chill, chúng mình đều tin rằng đều có những câu chuyện về hành trình trải nghiệm trưởng thành mà đôi khi người nghe sẽ góp nhặt được một cái gì đó trên hành trình của mình. Và hiện tại thì FPT Edu Chill đang có mặt tại FPT Edu Campus Đà Nẵng, và ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng gặp gỡ một bạn khách mời cũng đến từ Phổ Cao Đà Nẵng. Xin chào Vũ Sino. Xin chào mọi người, mình là Lê Văn Vũ, hiện tại đang học tại phổ thông cao đẳng FPT Politics Đà Nẵng, và mọi người còn hay gọi mình là Vũ Sino. Mình có làm một kênh YouTube nhỏ là Sino Studio, thì bọn mình chuyên làm về hoạt hình và đăng lên kênh đó giải trí. Và gần đây thì bọn mình chuyển qua hướng làm nhạc, đó chính là MV nhạc, vẫn giữ nét hoạt hình nhưng mà chuyển qua xu hướng làm nhạc. Chị cũng nghe bài hát đấy rồi, mọi người theo dõi em lâu thì sẽ tò mò á, có phải em là người hát trong cái bài đó không? À, dạ không ạ, thật ra thì mới đầu là em tính hát, nhưng mà sau một khoảng thời gian học thanh nhạc thì em vẫn hát không được. Ồ, em đi học luôn hả? Dạ, em học online, tại vì trong đó khoảng thời gian dịch ấy. Thực ra thì trước khi mà biết đến Vũ qua MV đấy thì chị cũng có biết Vũ với series rất là nổi tiếng, series hoạt hình Tây Du Ký Gen Z. Cái series đấy chị xem số view cũng khủng phết nhở? Em có bao giờ ngồi thống kê lại lượt view của cái video, của cái series đấy không? Cũng có. Có những video thì view cao hơn 1 triệu, có video 1 triệu 6 nữa. Còn một số video thì nó lại ở tầm ở mức khoảng 400 mấy ngàn thôi. Thì em thống kê lại thì tổng trung bình của mỗi tập, nếu cộng hết lại chia ra ấy, thì trung bình cũng sắp xỉ 1 triệu một tập. 12 tập chắc gần 10 triệu xem. Gần 10 triệu lượt xem. Đấy, vấn đề là đây là Vũ có một series nổi tiếng như thế, xong rồi em cũng gia nhập vào FG Studio, là một cái studio về phim hoạt hình rất là nổi tiếng tại Hà Nội nữa. Tất cả mọi thứ Vũ làm đều rất là xịn ấy, nhưng mà Vũ mới chỉ có 17 tuổi thôi. Dạ, 18. 18, em mới sinh nhật à? Dạ vâng, em mới sinh nhật. Thế nên là mình nghĩ sẽ có rất nhiều câu chuyện để kể về hành trình của Vũ trong tập ngày hôm nay. Chúng mình cùng bắt đầu nhé. Nói về chuyện là hoàn cảnh đi. Em bén duyên với animation, với chuyện làm phim hoạt hình. Nó đến từ lúc nào? Em nghĩ là khá sớm. Hồi trước ấy, em sẽ kể từ lúc bắt đầu. Đó chính là hồi lớp 2, em thấy bạn em đã vẽ truyện. Em bắt đầu thích, em bắt đầu tập tành vẽ truyện theo. Và khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà khởi nguồn để em trở thành một người viết truyện ấy. Còn em còn hay viết truyện cho những đứa bạn em đọc nữa. Đến tận năm cấp 2, thì em bắt đầu nghĩ là mình cần làm gì nó chuyên nghiệp hơn là vẽ truyện. Em bắt đầu tìm hiểu về hoạt hình. Đầu tiên là em sẽ xem những video hướng dẫn trên YouTube, trên Google. Thật sự lúc đó là em hoạt hình ở Việt Nam đã hiếm rồi. Mà tìm một người dạy hoạt hình là gần như không có. Và em sẽ xem video nước ngoài. Và cái khó tiếp theo nữa là em không giỏi tiếng Anh. Và nên em không hiểu gì hết. Nên là em bắt đầu phải tự mò ở mức kiểu như là không ai dạy mình gì đấy. Mình cứ tải app về rồi mình cứ làm đại lên đó. Đến tận lớp 7 là khi em tìm được phần mềm để em vẽ rồi ấy, thì em bắt đầu nghiêm túc vẽ này. Em lập một kênh YouTube nhỏ để đăng những video em làm lên đó. View nó cũng không bao nhiêu đâu, cỡ mấy trăm view thôi. Thậm chí là em làm nhiều lúc em làm cả tháng trời xong em đăng lên chỉ có chưa tới chục view nữa. Em cũng coi đó là một cái gì đó để vui chính, chứ em chưa nghĩ đến chuyện là sẽ phát triển công việc cái này. Nhưng đến tận cấp 2 ấy, có nhiều biến cố xảy ra gia đình em. Và em cảm giác là mình cần phải có trách nhiệm để mình kiếm thêm thu nhập ấy. Để mình phát triển nhanh rồi mình hỗ trợ gia đình. Thì em nghĩ là em thấy mình không giỏi gì hết. Em thấy học cũng khá là ngu. Và cái giỏi nhất của em là hoạt hình. Vô tình lúc đó là đọc những cái bài báo về những studio hoạt hình ấy. Họ làm, có vài studio họ làm hoạt hình rất là cẩu thả ấy. Thì nó bắt đầu bị phốt lên. Cái em nghĩ là cái này mà có khi mà vài năm nữa thì mình làm đẹp hơn của họ nữa. Cái trong đầu em nghĩ là một cái ý tưởng là sẽ làm phát triển về hoạt hình và làm những hoạt hình của riêng mình. Vì em thấy hoạt hình này nó kiểu cái nhu cầu hoạt hình ở Việt Nam này rất là nhiều, nhưng mà chẳng ai dám làm hết. Thì bắt đầu em là người đầu tiên sẽ làm vấn đề này. Và đó là cái bắt đầu sự nghiệp của em. Trước năm lớp 8 là mình vẫn làm vui vui thôi, mình làm chơi chơi thôi. Dạ vâng. Sau năm lớp 8 là mình bắt đầu có một cái động lực rất lớn để mình xác định là ok, làm phim hoạt hình là ok, tôi sẽ kiếm tiền vào việc này. Thì chị có thể tọc mạch một chút, tò mò một chút về chuyện nó, cái động lực đấy nó đến từ câu chuyện gì được không? Trước khi em bắt đầu nghiêm túc và bắt đầu cảm thấy có trách nhiệm để mình nghiêm túc một cái gì công việc tương lai, thì lý do mà em nghiêm túc là em thấy mẹ em quá khổ, nợ tỷ mấy tỷ em nhớ nữa, mà một tháng phải trả lãi đôi đó 10 mấy triệu. Và lúc đó mẹ em bán tạp hóa thì kiếm không nhiều, cứ nợ tháng này xong đi vay tháng khác. Lúc đó em thấy mẹ em bắt đầu dầm nắng dầm mưa đi mượn vay nợ thứ, thì em bắt đầu thấy mình nên làm việc gì đó. Và bắt đầu em mới tận dụng cái gì em giỏi là animation để phát triển. Đến bao lâu thì em mới kiếm được số tiền đầu tiên?
Dạ, đến khoảng đầu năm lớp 9 em rất bất ngờ vì khách hàng đầu tiên là bạn tụi em. Và bạn ấy nhờ em làm hoạt hình cho một cuộc thi của bạn ấy tham gia. Ừ. Và em biết là hoạt hình đấy là nó đóng vai trò chính hay chỉ là vai trò phụ trong cuộc thi thôi. Nhưng mà em chấp nhận hỗ trợ và bạn ấy trả em một số tiền. Thật ra đối với em, đối với hoạt hình ấy thì số tiền đấy là không cao, 200 cho một video khoảng 3 phút. Và đó là một số tiền động lực, đó là số tiền đầu tiên. Nên em cố làm hết sức mình. Lúc đó thật sự là em không mong muốn là biết được giá trị thật sự của hoạt hình mình đang làm. Em chỉ muốn biết là mình đang cố gắng hết sức và đó là số tiền mà mình đang cần. Đó là số tiền đầu tiên của mình. Nhưng mà vô tình em lại biết là mấy người đó, mấy người trong ngành họ đánh giá cái chất lượng hoạt hình của em, cái đoạn đó giá trị cao hơn. Nó lại làm cho cái suy nghĩ của em nó bị tụt hứng. Cái đó là số tiền đầu tiên em kiếm được nó lại không có vui như em nghĩ. Nếu như mà không biết được sự thật thì vẫn vui đến bây giờ. Dạ vâng, em vẫn mong là không biết sự thật. Này, Tây Du Ký Gen Z ấy có phải là một cột mốc trong sự nghiệp của em không? Dạ vâng, bởi vì đó là cái sản phẩm thành công nhất trong khoảng đầu sự nghiệp phát triển của em. Đấy dạ. Có phải là cái series đầu tiên đầu tay của em không? Dạ, thật ra là em có làm nhiều series rồi, nhưng mà nếu là lần đầu tiên hoàn thành ấy thì đó là series đầu tiên. Và cũng đó là series đầu tiên mà em làm nhiều tập như vậy. Thường thường những series trước thì em làm đến khoảng 1 tới 3 tập là em sẽ drop rồi. Vì em thấy nó không có tiến triển nhiều. Nhưng mà đến lúc mà anh UFG tìm tới em và anh bảo là em hãy làm một cái series phim sao cho tập hợp đủ các anh em trong cái studio để cho mình quảng bá nó dễ hơn. Bắt đầu tự nhiên cái em có một ý tưởng là đủ 4 anh em thì vừa đủ là 4 thầy trò Đường Tăng. Đấy, xong cái em mới cho 4 anh em đó chuyển sinh vào vai thầy trò Đường Tăng. Và em bắt đầu làm series đó. Mới đầu em chỉ làm nó thuần về giải trí thôi chứ nó không có một cốt truyện cụ thể nào cả. Thậm chí là lúc đầu em đặt em làm là kiểu tới đâu em hay tới đó chứ không hề có một cốt truyện cụ thể hay là cái ghét như thế nào hay buồn như thế nào. Xong đến tận làm về sau ấy thì em bắt đầu nghĩ đến cốt truyện. Và em bắt đầu làm cho những tình tiết mà em tạo dựng trước đó nó hợp lý với cốt truyện đó. Và sau bắt đầu em tập cùng làm. Có lẽ là nhiều người ở đây thì có người đã biết đến series này rồi, và có người chưa biết thì em có thể miêu tả lại một tí, mô tả lại về Tây Du Ký Gen Z là gì không? Dạ, Tây Du Ký Gen Z thì nó là một cái hành trình, nó như một Tây Du Ký bản gốc, lấy bối cảnh từ sau khi đường kinh thầy trò đường kinh cũ đi thỉnh kinh tăng. Thầy trò đường tăng cũ đi thỉnh kinh và sẽ có những người mới xuất hiện, đó chính là những anh em của em trong studio. Họ chuyển sinh qua thế giới đó và họ được đóng vai thầy trò đường tăng để thay thế thầy trò đường tăng cũ đang bị yêu quái bắt giữ và sẽ bắt đầu cuộc hành trình của mình. Nhưng mà em có thay đổi một chút cho nó gần gũi với thế hệ trẻ hơn, đó chính là cái đồ họa hình. Nó không phải là đồ họa quay phim mà là họa hình 2D. Và cái tạo dáng nhân vật nó cũng khá là dễ thương và gần gũi nữa. Có một cái mà chị nghĩ là không chỉ chị mà mọi người xem đều cảm thấy rất là respect em. Là chuyện kỹ thuật ấy, nhất là mấy cảnh đánh nhau. Thì bằng không chị? Thì cái chuyện kỹ thuật đấy thì em làm thế nào? Vai trò của em chiếm đến bao nhiêu phần trăm trong một tập? Những tập đầu ấy thì khoảng là 90%. Nhưng đến những tập sau ấy thì em bắt đầu thêm nhiều bạn vào hơn để mình tiết kiệm thời gian. Hồi xưa là có nhiều phần rất là tệ. Ví dụ như phần lồng tiếng, thay vì em tìm âm thanh trên mạng để em ghém vào thì em tự lồng tiếng âm thanh luôn. Em hét lên kiểu như vậy. Đánh em... Đúng rồi, kiểu em chưa biết gì hết. Ví dụ như là em cho thằng này đánh thằng kia, thay vì em lấy tiếng mạng ghép xuống, lúc em chưa biết thì em ghi âm lại xong cho tay em đóng vào tay em phát, kiểu như vậy. Nó khá là thủ công như vậy. Nhưng khoảng thời gian sau thì em bắt đầu tập trung làm YouTube. Rồi em cũng có một cộng đồng nhỏ và các bạn tìm hiểu đến kênh của em là các bạn nó quan tâm học hình và có nhiều bạn cũng giỏi mảng này, giỏi mảng kia. Sau đó em tụ tập những các bạn lại và mảng này em thấy em đang kém thì em bắt đầu thêm bạn vào để làm chung với em. Và sau đó em sẽ trả chi phí. Nhưng mà có một cái hay là các bạn là tìm tới em ấy, đa số là những các bạn trẻ và họ sẽ không quan tâm tới quá nhiều về chi phí, nên chi phí nó cũng đỡ ở thời kỳ mà em bắt đầu. Còn bây giờ thì em thấy em tập trung được nhiều bạn rồi, em làm lâu rồi thì em sẽ biết được bạn nào hợp nhất, bạn nào không hợp, và em tập trung thành team. Và bây giờ là cái mảng nào em cũng có người giỏi nói. Series đấy là em đã làm trong thời gian bao lâu nhỉ? Dạ, tới đến nay là khoảng 1.5 năm. Một năm rưỡi, đấy là một cái tốc độ nhanh hay chậm so với những cái series phim hoạt hình khác? Đối với những series phim chuyên nghiệp ấy thì đó là một tốc độ khá là chậm. Nhưng mà đó là những studio họ rất nhiều người làm và họ lên kế hoạch từ rất là lâu rồi. Còn em chỉ có khoảng thời gian đó ấy, khoảng 7 tập đầu là một mình em làm thôi. Nên đối với em tốc độ đó là nhanh nhất. Bây giờ mình sẽ kể về 7 tập đầu đi. Một tập thì em sẽ làm mất bao nhiêu lâu? Tùy những tập là nội dung như thế nào. Ví dụ như nội dung đó nó đánh đấm nhiều
thì mình sẽ vẽ hành động nhiều hơn và sẽ lâu hơn. Còn những nội dung mà nó thiên về hài hước và thoại ấy, thì em chỉ vẽ cái miệng nhưng mà cử động hoặc là cái hành động nó sẽ bị tối giản hơn ấy, thì thời gian sẽ nhanh hơn. Và khoảng thời gian trung bình là khoảng từ 1 tháng đến 2 tháng rưỡi. Để làm một tập mất 1 tháng đến 2 tháng rưỡi. Dạ vâng. Wow. Để làm một tập ấy thì em sẽ phải làm những khâu như thế nào? Đầu tiên là lên ý tưởng. Thường là em lên ý tưởng từ khá là lâu trước đó rồi, em sẽ thực hiện thôi. Nhưng mà trong lúc làm ấy, em sẽ nảy ra một số ý tưởng mới sao cho cái diễn biến trở nên mượt mà và nó tốt hơn. Và em sẽ làm một hình. Sau đó em sẽ làm một hình. Chị muốn hỏi về chuyện lên ý tưởng một tí, bởi vì thực sự là những bạn content creator như chị ấy thì luôn bị bí trong cái khoản lên ý tưởng. Và bình thường cách của chị là mình phải đi tham khảo nhiều ấy, mình đi góp nhặt nhiều, xong mình xây mình để dần đấy, mình kho đấy, xong rồi bao giờ mình cần lấy ý tưởng thì mình sẽ dùng cái đấy. Thế thì em lấy ý tưởng từ đâu đấy? Chị vừa đấy. Kể đấy, đấy, y chang chị đấy. Em cũng thế hả? Dạ cũng như vậy. Em coi anime khá là nhiều. Nhiều cái mà em thấy kịch bản nó khá là bị lệch ý em ấy. Em không biết là có phải là do bên tác giả họ làm kiểu nước khác nên họ có tư tưởng họ khác không, nhưng mà có nhiều phân cảnh em thấy nó không nên xử lý như vậy. Có nhiều họ như em soi cũng kỹ nữa, có nhiều hoạt hình họ làm cái phân cảnh cái tình tiết nó khá là vô lý, nên trong đầu em cũng hay có ý nghĩ là mình sẽ sửa lại kịch bản theo cái tiếng tự mình. Thậm chí là em chơi game em cũng tự nghĩ là kịch bản trong game đúng không ạ, kiểu như vậy. Nên em thấy mình khá là có một chút tài năng trong cái việc viết kịch bản. Mới đầu ấy thì em lấy từ tay du ký. Tại vì nội dung mình cũng là tay du ký mà, nên em phải lấy nó để tôn trọng bản gốc. Nhưng mà sau đó thì em nghĩ là mình có thể tự phát triển được. Kiểu cái đầu mình nó nhảy ra, ví dụ như là mình viết đến, mình tạo ra hai nhân vật rồi, hai nhân vật đó có cốt truyện mà mình tham khảo rồi, thì mình sẽ diễn biến nó như thế nào, mình đặt trường hợp vào mình và nhân vật để trải ra những cái vấn đề đó thì mình sẽ xử lý như thế nào. Vì không phải ký tưởng cái cuộc sống nhọt nào mình có thể gom góp trên mạng được, mà nó phải phụ thuộc vào cái tính cách của mình. Và từ cái tính cách đó mình xây dựng cho nhân vật thì mình sẽ làm cho cái nhân vật của mình nó khác biệt so với những nhân vật khác. Và nó sẽ tạo kịch bản riêng của mình. Ok, lên ý tưởng, có ý tưởng rồi, là làm gì tiếp theo nào? Thì bắt đầu thiết kế nhân vật và làm một hình. Để thiết kế nhân vật thì em cái phần này em khá là dễ. Thì em khá là nhiều ý tưởng trong phần thiết kế. Còn để làm một hình ấy, thì nó sẽ thay vì những studio lớn họ làm rất là nhiều khâu, ví dụ như là viết những kịch bản rồi các thứ khác, em đặt bút và em làm luôn. Em sẽ không có những cái phần như là sketch này kia, nhưng mà em sẽ đặt bút và vẽ hoàn chỉnh luôn, lấy màu em luôn. Em vẽ trên giấy hả? Dạ không, em vẽ trên điện thoại. Wow. Em vẽ trên điện thoại á? Dạ vâng. Bằng cách nào nhỉ? Chị vẫn tưởng là kiểu làm hoạt hình mình phải vẽ máy tính, vẽ trên cái gì nhỉ? Gọi là cái gì nhỉ? Wacom. Ừ đúng rồi, Wacom. Hồi trước em có làm, em có tìm hiểu về hoạt hình từ năm lớp 6 rồi. Và em thấy trên mạng nó hướng dẫn khá là khó hiểu, nhất là những cái phần mềm như là Adobe về Emerson ấy, thì nó sẽ không có dễ tiếp cận đối với một người mới học hoạt hình như em. Thì em bắt đầu tìm những cái phần mềm nó đơn giản hơn. Và đến tận năm lớp 7, lớp 8 thì em tìm được một phần mềm hoạt hình đơn giản trên điện thoại. Bắt đầu em mới vẽ đó. Nó sẽ có khá là nhiều hạn chế. Nhưng mà một khoảng thời gian làm nó khá là lâu rồi, nên sẽ có những cái mẹo và những cái kinh nghiệm để khắc phục cái sự hạn chế đó. Cũng như là lên kịch bản sao cho nó phù hợp với những cái hạn chế mà điện thoại làm bằng điện thoại. Còn em vẫn chưa, có nhiều người nói là chuyển lên làm máy tính đi. Nó sẽ có nhiều cái này kia hơn. Nhưng mà đến lúc mà em thử lên làm ấy thì em sẽ thấy nó rất là nhiều vấn đề. Thứ nhất là mình cần rất nhiều thời gian để làm quen. Tại vì trên máy tính nó đúng là hoạt hình nó làm ở đâu nó cũng có một nguyên lý như nhau, nhưng mà cách mình dùng phần mềm ấy nó sẽ khá là khó. Và phần mềm đấy em làm mấy năm rồi, thậm chí có nhiều cái mẹo mà em nhà phát triển có thể cũng biết, nhưng mà đến làm máy tính ấy thì em phải làm lại từ đầu sao cho phần mềm nó quen. Nhưng mà công việc của em thì nó bị đẩy liên tục ấy, em sẽ không có nhiều thời gian rảnh để bắt đầu tập mọi kia. Và em thấy hiện tại chất lượng hình hiện tại em nó chưa cần đến dùng máy tính, em vẫn tiếp tục phát triển nó trên điện thoại. Thế là sẽ vẽ các câu chuyện, các tình huống, các nhân vật ở trên một cái điện thoại luôn. Đúng rồi. Wow. Có nhiều người bất ngờ ấy. Thì nhiều người bất ngờ về việc đấy à? Đúng vâng. Mà em không nhiều bút nữa, em dùng ngón tay ấy, vẽ. Đấy, em thấy có nhiều người càng bất ngờ. Đây là lý do vì sao em để ngón tay dài đúng không? Đúng vâng. Để được cho nó cân bằng ấy. Còn nếu như không có ngón tay thì thịt nó sẽ không có sắc nét được đúng không? Ok. À, chị quên mất chưa hỏi là cái quá trình mà em vẽ một tập ấy là vẽ thôi nhá, lên màu các thứ đấy là mất bao lâu? Mất đến 98% thời gian. Thế bây giờ mình vẽ nhân vật rồi, vẽ xong các cảnh rồi thì mình làm gì nữa nào? Tiếp theo là hậu kỳ. Cái này sẽ mất ít thời gian hơn so với làm hoạt hình. Đó là khoảng 3 ngày. 3 ngày hả? Đó chính là thứ nhất là em sẽ tự xúc hết lại cái thoại của nhân vật. Sau đó em sẽ đưa video xúc đấy cho những bạn đồng tiếng. Vai nào thì em sẽ gửi đoạn đó qua.
khi các bạn làm xong ấy thì mới là đoạn kinh dị nhất. Mình sẽ tổng hợp từng câu thoại một, mình rap vào nhân vật sao cho nó không bị rối. Thì mỗi tập phim như vậy sẽ có khoảng 10 nhân vật lận. Cái quan trọng nhất là mấy ông anh lớn, mấy ông nó sẽ rất là bận và sắc rất là làm giá. Mình vì mình không có trả tiền cho ổng mà. Đấy nên ổng giúp thôi. Nên mỗi lần em đưa cho ổng ấy thì ổng sẽ khi nào sắp tới anh rảnh xíu anh làm. Nhưng mà có nhiều lần ổng bận tới mức ổng thậm chí ổng quên lòng cho mình luôn. Nên cái này là khó nhất. Sau đó em phải edit này kia rồi em gửi video đấy cho bạn edit effect cái âm thanh chuyển động ấy. Xong hết tất cả khâu rồi thì em bắt đầu edit nhạc phim. Và sau khi edit nhạc phim rồi thì em sẽ chuẩn bị intro với lại phần kết cho video em đăng lên. Này, đừng bảo là em edit ghép thoại cũng trên điện thoại nhá. Cũng cấp kết đấy. Cũng cấp kết hả? Dạ, vâng, chính wow. Không biết phải phản ứng như sao. Chị không biết chưa cấp kết, bây giờ nó đỉnh lắm. Đỉnh á? Em thấy hầu như tất cả video mà em xem đều có thể, những hiệu ứng em hay xem ấy, hầu như đều có thể edit cấp kết ấy. Ồ. Nên em thấy nó khá tiện. Chị vẫn chưa thích nghi được với chuyện edit bằng hai tay luôn á. Được rồi, chị sẽ về học, về tập. Sau khi mà Tây Du Ký Gen Z kết thúc là 12 tập đến đây là đã kết thúc rồi thì em có nhận được phản hồi từ các bạn không? Mọi người nhận xét video như nào? Em có ngồi đọc hết comment đấy không? Dạ em đọc khá là nhiều. Thật ra thì cái Tây Du Ký em chỉ định làm 4 tập thôi. Thì đó là giai đoạn đầu tiên em vào X Studio. Thì mà anh bảo là em làm một cái series ngắn gì đó cho nó hài hài để anh em cùng tham gia trong series đó. Để cho anh em dễ đẩy kênh lên. Thì em định làm 4 tập thôi. Nhưng mà sau đó kiểu đầu em nó nảy ra nhiều ý tưởng quá thì em bắt đầu làm thêm. Và khoảng thời gian đầu ấy là mấy bạn xem phim của em là vì có những anh chị của em tham gia trong phim đó. Nhưng mà sau khoảng thời gian sau ấy thì em cố khai thác nội dung để em không có dựa dẫm vào cái tên tuổi của mấy anh chị nữa. Thì bắt đầu nội dung cũng sẽ tiến triển hơn và các bạn sẽ để ý tới nội dung nhiều hơn. Và khi càng về sau ấy thì em xem những bình luận, em không thấy mọi người nhắc đến những anh chị kia nữa mà sẽ nhắc tới những nhân vật phụ, những nhân vật khác và cái câu chuyện của phim. Thì em bắt đầu thấy tinh thần tốt hơn. Ok. Kể trong suốt 12 tập đi. Có cái câu chuyện nào mà em xây dựng cho nhân vật ý mà em thấy thực sự tâm đắc không? Dạ, đó là câu chuyện mà yêu quái ăn thịt người là đúng hay sai. Vì em thấy em hay suy nghĩ rất nhiều là khi mà động vật ấy, ví dụ như là em ăn thịt heo ấy, thịt này kia ấy, thì em thấy nó khá là bình thường, nó như một thức ăn của người vậy. Nhưng mà khi mà những cái thịt mà nó như thịt chó ấy, thì em lại thấy nó không ổn tí nào hết. Thì em bắt đầu suy nghĩ là tại sao lại mình lại ăn thịt, tại sao mình lại phân biệt đối xử giữa con này với con khác kiểu như vậy. Thì em tạo một series đó với mục đích là mình miêu tả một góc nhìn khác về công việc yêu quái ăn thịt con người. Thì đó không hẳn là do yêu quái xấu mà chỉ là do yêu quái sinh ra nó đã có mang tính chất như vậy rồi. Cũng giống như việc con người sinh ra đã ăn thịt động vật nhưng mà không ai suy xét cái tội lỗi đấy hết, nhưng họ chỉ suy xét tội lỗi là yêu quái ăn thịt con người thôi. Thì em mới bắt đầu khai thác sâu vào nội dung đó. Và thấy nội dung nó khá là hay và khá là gọi là tâm điểm, kiểu là cốt truyện chính của em. Cho thêm yêu quái vào vòng thức ăn thì chắc loạn mất. Ví dụ như chị chẳng hạn, khi mà chị quay càng nhiều số FPTA đu chiêu rồi thì nhìn lại tập đầu tiên chị cảm thấy ôi sao có những câu hỏi mình hỏi ngây thơ thế nhở, kiểu hơi bị lăn tăn về chuyện là số đầu tiên mình đã làm nó một cách không tốt như thế nào ấy. Thì khi mà xem lại những cái tác phẩm của mình ấy, những cái sản phẩm mà đầu tay của mình ấy, thì em có cảm giác đấy không? Vâng, có chị. Kiểu cái thể loại hài là thể loại mà kênh em được nhiều bạn quan tâm nhất và cũng là cái thể loại mà em nhiều view nhất. Nhưng mà em lại dần dần em lại không thích thể loại đó. Kiểu khi mà làm cái kiểu đó có vài bạn sẽ hợp gu nhưng có một số bạn khác sẽ nói là nó hơi bị sàn đấy. Nhưng mà em làm một hồi gian ấy thì đến sau này em chuyển qua thể loại, chuyển qua kiểu nội dung khác ấy, thì em xem lại chính em lại thấy nó sàn mặc dù nó rất là nhiều view. Nhưng mà em vẫn không thể nào quay lại thể loại đó được và em bắt đầu phát triển thể loại cái mà em thích, dù view sẽ bị giảm thêm một chút. Nhưng mà khi nhìn lại thì em thấy kể cả đồ họa và lẫn nội dung nó đều phát triển rất là mạnh so với những tập đầu tiên. Thế là em là Tây Du Ký Gen Z sau khi mà em đã gia nhập vào FG đúng không? Dạ. Chị quên mất đấy là em mới 18 tuổi. Thế em gia nhập vào FG là năm đấy em bao nhiêu tuổi? Dạ khoảng chắc là cuối năm 16. Cuối năm 16, ủa đợt đấy chị còn đang đi học chứ có biết cái gì đâu. Chị muốn hỏi một tí về chuyện cơ duyên ấy. Bởi vì nếu là chị một cơ hội đến hay là như thế nào đấy thì lúc đấy chị còn quá nhỏ để biết là nó có nên nắm bắt hay không ấy. Thì em với cái cơ duyên gia nhập vào một cái studio mà khá là có tiếng ở Hà Nội như thế nó đến từ đâu? Khi mà em bắt đầu phát triển kênh ấy thì em cũng thấy là nội dung của mình khá là ổn mà không nghĩ vì sao mà view nó lại không lên, không lên nhiều. Thì em bắt đầu mới nhận ra là mình cần một nơi để quảng bá, mình cần phải quảng cáo kênh của mình để nhiều nơi hơn. Và em bắt đầu book những kênh YouTube làm về chủ đề liên quan tương tự để quảng cáo kênh của em. Và hôm đó em tìm thấy được kênh Rasling. Mặc dù hình của kênh đấy không phải là hướng đi mà em hướng tới, nhưng mà view khá là cao.
và em bắt đầu liên hệ Rattling để em đến book quảng cáo trên đó. Và một phần nữa em tự tin book quảng cáo một cái lớn như vậy là do em nghĩ là cùng làm một hình với nhau chắc cũng sẽ đồng cảm rồi, sẽ giảm giá một tí kiểu như vậy. Nhưng mà đến lúc em liên hệ thì người trả lời Gmail của em chính là sếp như FG. Thì cái cách hoạt động của studio mà em tham gia ấy, có nghĩa là sếp em sẽ là người làm những cái phần mà liên lạc đến những khách hàng này kia, nên cái Gmail của tất cả kênh ấy sẽ là Gmail của sếp. Và sau khi khách hàng họ liên hệ tới là sếp sẽ là kiểu biết tất cả đó, bọn em chỉ làm thôi. Và em liên hệ đến Gmail của sếp dưới cửa và em soạn một cái đoạn ra là em làm một hình như thế này, đam mê như thế này, rồi anh có thể hỗ trợ em BR này kia không, chi phí anh có thể thông báo cho em như vậy. Xong cái ổng người trả lời lại dưới cửa, anh nói là anh bên anh không có nhận quảng cáo kênh nhỏ, nhưng mà bên anh lại rất thích kênh của em. Kênh em có anh xem qua thì em thấy khá là có tiềm năng. Và nếu như em có thời gian thì anh em sẽ trao đổi kỹ hơn. Và em nhớ là buổi tối hôm đó là em đọc mail ấy, là em nghĩ là đó là buổi tối vui nhất cuộc đời em luôn ấy. Nó vui kinh khủng, cảm giác mà mình làm mấy năm trời xong đến bây giờ nó mới cơ hội để nổi. Và đến lúc đó thì em bắt đầu gọi điện, và lần đầu tiên gọi điện một người nổi tiếng kiểu nó cũng căng thẳng vậy đấy. Xong rồi anh em trao đổi một khoảng thời gian thì em bắt đầu chốt là tham gia luôn, ký hợp đồng 2 năm tham gia luôn. Và cái cơ duyên gặp và ở studio là từ đó. Đấy là câu chuyện của một cậu bé lúc đấy còn 16 tuổi đã bắt đầu cái sự nghiệp hoạt hình của mình nghiêm túc theo đuổi nó và đi tìm kiếm những cái cơ hội để mình có thể quảng bá về cái sản phẩm của mình. Khi mà em bắt đầu làm ý, em có tìm hiểu trước về cái hoàn cảnh rồi là cái thị trường phim hoạt hình ở Việt Nam không? Em có tìm hiểu, nó sẽ không kỹ nhưng mà em nhìn những hoạt hình Việt Nam rõ nhất là Quà Tặng Cuộc Sống. Thật sự em thấy nó khá là tệ. Khá là tệ hả? Dạ vâng. Tệ ở khâu nào? Tệ ở hình ảnh, chuyển động và cả nội dung. Nội dung thật sự nó có nhiều tập rất hay nhưng mà nhiều tập nó lại không ổn lắm. Thì nội dung thì có cái này cái kia em nói, nhưng mà quan trọng là đồ họa, mà là cái quan trọng nhất của hoạt hình. Em bắt đầu thấy là hoạt hình ở Việt Nam mình có nhiều người thích chứ không phải là không, nhưng mà tại sao lại không có nhiều người làm. Thế em bắt đầu nghiên cứu, em mới nhận ra là em mới đặt trường hợp vào mình là một người làm hoạt hình. Sau khi mình học ra trường thì em thấy một tiền năng chung hoạt hình nó rất là đắt. Em thấy một tập hoạt hình mà em nghiên cứu ở bên nước ngoài ấy, là một tập anime là đâu đó khoảng 2-3 tỷ một tập phim, 24 phút. Thì nếu như người Việt Nam mình bắt đầu phát triển kiểu như vậy ấy, thứ nhất là họ sẽ không kịp, họ sẽ không đua lại kịp và sẽ sinh ra một số hoạt hình kém chất lượng. Còn nếu như họ đua thì sẽ không có kinh phí. Và với một tâm trạng hoàn cảnh một người mới ra trường ấy, thì cái quan trọng nhất của họ là công việc chứ không phải là liều mạng đi khởi nghiệp. Còn em bắt đầu khá là sớm. Cái lợi thế của em là lúc em làm ấy, em sẽ không có bất cứ một cái vấn đề lo âu gì về kinh tế ấy, vì gia đình em nuôi. Đấy, nên em chỉ lo là mình sẽ phát triển như thế nào, phát triển như sao, và mình phải tập làm sao để mình phát triển đủ mạnh trước khi mình ra đời, để cho kinh tế lúc đó nó không còn áp lực của mình nữa. Khi mà nhắc đến hoạt hình thì mọi người sẽ nghĩ là hoạt hình dành cho thiếu nhi. Nhưng mà cái nội dung trong các cái tập Tây Du Ký Gen Z của em chẳng hạn, thì nó đều là những cái nội dung đại loại chị gọi là phim hoạt hình dành cho người lớn ấy. Chị muốn hỏi là cái lý do tại sao ấy mà em sẽ lựa chọn làm những cái phim hoạt hình như thế? Tại vì em hay đặt câu hỏi trong cuộc sống của em rất nhiều thứ, rất nhiều vấn đề. Từ nhỏ tới giờ, kể cả họ những người bạn em như thế nào, họ đối xử với mình như thế nào, họ tính cách họ đối xử với nhau như thế nào. Em khá là trầm tính nhưng mà em quan sát rất là kỹ. Em chỉ ngồi sau thôi, em không tham gia nhưng em theo dõi. Và em luôn đặt trường hợp vào những người đó. Và cả những vấn đề nhạy cảm khác trong cuộc sống, ví dụ như là thức ăn rồi cái nên ăn thịt chó hay không, hay là kiểu như vậy, thậm chí là cả chính trị. Và em thấy nó rất là nhiều thứ hay ho để nói. Và khi mình thật sự đầu tư vào một cái gì đó thì em muốn nó không chỉ đơn giản là để giải trí mà nó là truyền tải cuộc sống của mình vào đó. Những cái để cho những cái kiến thức mà mình tiếp xúc được trong đời sống ấy, nó không có chỉ dành cho riêng mình mà nó chia sẻ với rất nhiều người khác. Chị vẫn cảm thấy em là một người mà kiểu rất để ý những cái chuyện tiểu tiết, những cái chuyện cảm xúc, những cái chuyện mà liên quan nhiều đến yếu tố tình cảm này, từ gia đình này rồi mọi thứ nữa, MV của em này, xong rồi Tây Du Ký các thứ nữa, sự phát triển ở các chi tiết nhỏ nhỏ trong tính cách của các anh ấy. Em sẽ là người trọng tình cảm à? Dạ vâng, đúng. Chuyện tình cảm có phải là một cái dữ liệu, một cái nguyên liệu để em làm những tập phim của mình không? Dạ, chuẩn đúng vậy. Thì em phát triển khá là nhiều vào cảm xúc của nhân vật. Thì khi nhân vật cảm xúc ấy thì bộ phim nó mới có linh hồn được. Và em hay thích chú trọng vào những hoạt hình nội dung buồn. Mặc dù nội dung hài thì em thấy nhiều view hơn, nhưng mà tự nhiên là thích hoạt hình buồn. Tại vì lúc mà em xem một bộ phim buồn ấy thì cái ấn tượng của em nó sẽ sâu sắc hơn.
và nó lại làm cho em gặp nhắm lại được vài thứ, một vài cái mà em phải để ý trong cuộc sống. Tại vì em có một quan niệm là phải có buồn thì mới có vui, và phải có những cái vấp ngã thì mình mới biết vấn đề ở đâu được. Nên là em phải làm cho thật, em muốn làm thật nhiều bộ phim buồn để mọi người khi xem vào ấy thì mọi người bắt đầu mới quý trọng cái giây phút vui hiện tại. Ví dụ như chị cũng là một người rất là kiểu chú trọng về cảm xúc ấy. Nên là đôi khi mình sẽ làm việc theo cảm hứng ấy. Lúc lên, lúc xuống, lúc vui thì tôi làm, lúc không vui thì tôi không làm nữa. Thì em có bị rơi vào cái kiểu như thế không, nếu như mà mình thiên về cảm xúc nhiều ấy? Rất nhiều chị, thật sự. Chị biết là làm một hình là cái ngành cực kỳ kiên nhẫn. Em cảm giác là nó phải kiên nhẫn hơn rất nhiều ngành khác nữa. Ngồi vẽ trên điện thoại là biết rồi. Lâu. Có nhiều lúc mà em làm xong rồi em bị ngán. Cái thời gian mà em ngán là khoảng thời gian mà em còn làm freelance. Trước khi em làm Tây Quý NZ ấy, thì em đã làm freelance cho những kênh YouTube ở nước ngoài. Và làm những cái nội dung như vậy ấy, nó có một vấn đề ấy là một người mà thích làm một mình như em lại đi phải làm hoạt hình cho người khác. Và em cảm thấy là khi làm cho họ ấy là mình sẽ không phát triển được cái gì ngoài tiền hết. Khi có tiền rồi em lại không tiêu được tiền. Vì những số tiền đó em sẽ phụ gia đình, em sẽ không tiêu được đồng nào hết. Nên em bắt đầu em cảm giác là mình không có động lực để làm nữa. Và làm nhiều quá thì cảm xúc nó bị phai nhạt đi. Em bắt đầu đụng vào máy là bắt đầu ngán, ngán mạnh cổ luôn. Nghĩ đến những cảnh làm một cảnh ngán luôn. Và cách mà em giải quyết những vấn đề đó ấy, là em làm một cái gì đó nó phù hợp cho mình, nó mang lợi ích cho mình. Và mình tìm được lợi ích của mình trong cái vấn đề, trong cái công việc đó. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là em hay làm xong một dự án là em ném qua một bên luôn. Không làm nữa, em đi chơi, em đi vòng vòng. Đến khi nào mà em cảm giác là em thấy thiếu rồi thì em mới bắt đầu đặt tay vô làm. Theo đuổi ngành anime rồi phim hoạt hình ấy thì em có lý tưởng gì không? Dạ, em muốn trở thành studio lớn nhất Việt Nam. Sở hữu hoạt hình lớn nhất Việt Nam. FG hả? Dạ không, studio FG chỉ là FG chỉ là studio riêng. Cái đấy là cái tên, tại vì khi mà em làm kênh ấy thì em xem hay xem những cái kênh khác họ làm, họ đặt tên như thế nào. Và em thấy lúc đó em vẫn chưa hình mường tượng được studio như thế nào. Em chỉ thấy bên đó làm hình khá đẹp. Và em đặt tên là studio. Và em đặt tên theo. Sau đó mọi người cứ nghĩ là ờ thằng này nó studio thật hả? Nhưng mà không, đấy là cái tên của kênh. Và sau đó em mới bắt đầu tạo một nhóm lại. Thì bắt đầu anh em mới làm freelance với nhau. Thì tạo là một team, nó chính xác hơn là một studio. Studio thì nó hơi bị sang quá. Chỉ như vậy. Sino Studio, studio thì hiểu rồi, còn Sino thì là gì? Nó, cái tên nó khá là dài và ý nghĩa nó, em nghĩ nó cũng không hay lắm. Nhưng mà lý do để em giữ nó tới bây giờ ấy là do cái chữ Sino ấy, chữ sờ IC nếu đó, chữ sờ với chữ N ấy, nó vô tình nó trúng tên ba mẹ em. Và đó là lý do mà em giữ tên nó tới bây giờ. Chị thấy có vẻ như em là người khá là để ý đến chuyện tình cảm gia đình đúng không? Đúng không? À, chị đang nói về lý tưởng của em ấy. Em đang muốn studio của mình thành studio lớn nhất Việt Nam. Đúng không? Và một cái nữa là em muốn hoạt hình của em được ra rạp. Hiện nay thì đã có ở Việt Nam ấy, đã có nhiều phim hoạt hình được ra rạp chưa? Bây giờ thì hầu như là hoạt hình ra rạp, đa số là hoạt hình nước ngoài. Như Việt Nam thì hình như không có. Nếu mà bây giờ tưởng tượng đi, một bộ phim mà em nghĩ là nó đủ tiêu chuẩn để ra rạp ấy, thì em sẽ làm gì ở bộ phim đấy nhỉ? Thứ nhất là em sẽ đầu tư vào kỹ ở phần nội dung. Nội dung của em nó không phải là quá tệ. Từ em thấy em xem phim nhiều thì em thấy nhiều bộ phim nó tệ hơn như vậy nữa. Nên lúc mà nội dung ra rạp ấy thì em nghĩ nó không quá khó. Thứ hai là về phần hình ảnh và đồ họa. Cái phần đấy thì phần em thấy băn khoăn nhất. Tại vì đối với một tập một bình thường ấy là đã 2-3 tỷ rồi. Thì đối với một tập movie họ tính như vậy nữa thì em nghĩ cái tiền vốn mà làm nên cái đó sẽ rất là lớn. Cũng như là nguồn nhân lực sẽ rất là lớn. Tìm nguồn nhân lực nó cũng một phần nó cũng khó nữa. Tại vì hầu như là các bạn làm hình giỏi là họ đều vào studio ở nước ngoài hoặc là studio của Việt Nam nhưng mà làm cho nước ngoài rồi. Ngay từ đầu bắt đầu ấy thì em đã biết là cái ngành này mình sẽ không làm một mình được. Mình phải tìm thật đông. Và em cũng có tư tưởng tuyển người từ rất là lâu rồi. Đến những đứa bạn em từ hồi mới vào năm FPT em tuyển rồi em hướng dẫn các bạn làm các thứ. Nhưng mà em nhận ra là cái hoạt hình nó là một cái ngành mà không phải ai bắt đầu cũng bắt đầu sẽ đi lâu dài với nó được. Đặc thù nó là nó phải cần đam mê kinh khủng khiếp lắm thì mới làm được. Thậm chí là những bạn hiện tại đang làm với em là những bạn đã có đam mê từ trước, và lúc em tìm với những bạn ấy thì tay nghề của các bạn đã chín rồi thì mới có thể đi cùng nhau tới bây giờ được. Nên nó cũng tìm cái vấn đề tìm nguồn nhân lực cũng là một vấn đề của em và là tìm những nhà đầu tư. Bây giờ thì Tây Du Ký Gen Z cũng kết thúc rồi, em có dự định là mình sẽ tiếp tục làm phim hoạt hình không? Hiện tại em vẫn đang làm.
hoặc hình. Nhưng mà riêng về series của em ấy, em vẫn dự định là sẽ có phần 2, nhưng mà sẽ là khá là lâu nữa chứ không phải là tương lai gần. Tại vì như em nói là hoạt hình đấy nó phải cần ra làm rất là nhiều người, và nó cần phải ra một tốc độ đều đặn, chứ không phải là lúc nào cứ 2-3 tháng ra một cái thì nó sẽ rất là ảnh hưởng tốc độ phát triển của team. Nên phải sau này khi mà em studio em đủ cứng, khi mà đủ nhà đầu tư, khi mà có bên nào đó ném tiền về em làm, thì em mới có một cái khoảng thời gian, có một cái gọi là không gian, khoảng thời gian làm việc lý tưởng được. Cái hướng đi của em ngay từ đầu phát triển ấy, là cái hướng đi kênh của em chỉ biết là em sẽ làm hoạt hình. Còn làm hoạt hình như thế nào, làm series phim, làm âm nhạc hay là làm chỉ là hướng dẫn làm hoạt hình thôi thì em lại chưa biết. Em cứ thử rồi cái nào nó hay hơn thì em sẽ làm cái đó. Và sau khi phát triển từ cái nghĩa một thời gian ấy, thì em cú ngặt lớn nhất của em là em nhận ra là đó không phải là hướng đi lâu dài. Vì cứ càng làm về sau thì view nó sẽ không được nhiều như lúc đầu nữa, và khoảng thời gian ra tập rất là lâu. Em nhận được khá nhiều phản hồi theo kiểu là có nhiều bạn xem nội dung tập trước rồi và đợi đến 2 tháng sau ra nội dung tập sau thì các bạn quên luôn tập trước rồi. Thì nó dẫn đến việc là cái số người xem nó sẽ giảm dần, vì họ sẽ quên kịch bản và nó sẽ không hay nữa. Nên là em quyết định làm một cái nội dung gì đó, một video, tất cả nội dung nó dồn như thế một video. Và nó phải mang lại doanh thu rất là lớn, view rất là cao, và nó có tính xem đi xem lại nhiều. Và trong đầu em lúc đó nhảy ra là MV nhạc. Và sau đó thì em bắt đầu nghĩ là cái đường nào làm MV nhạc nó cũng có lợi hơn hết. Kể cả thời gian, cái khoảng thời lượng của MV nó cũng ít ngắn nè, khoảng 3-5 phút nè. Xong rồi đến đồ họa nó cũng đỡ hơn nữa. Mặc dù là đồ họa đẹp hơn nhưng mà ngắn sẽ đỡ hơn. Với lại nội dung nó dồn hết vô một cái MV, nó sẽ không bị lan man những tập sau. Và view của nhạc thì lúc nào cũng nhiều. Và sau đó em bắt đầu bước ngoặt để em thay đổi hướng đi, và em sẽ quyết tâm đẩy hết công lực vào hướng này. Này em đa tài thế, em có học viết nhạc ở đâu không? Không ạ. Thế ví dụ, thì làm thế nào? Ví dụ ngừng cả hướng em học nhạc nhé. Là hồi đó ấy, em xem rap Việt. Chị biết đúng không? Thì rap Việt ấy em nó truyền cảm hứng em khá nhiều. Thì lúc đó em mới biết rap là cái gì. Hồi xưa trước khi xem rap Việt ấy, em nghe những một số bài rap như của Binzy ấy. Em nghe cái này mà nhạc á, cái này nó kỳ vậy. Nhưng mà sau khi xem rap xong ấy thì em bắt đầu thấm được. Và em bắt đầu muốn thử tập tành làm rap. Vì em thấy làm rap nó làm được một bài rap nó khá là đơn giản. Làm hay thì không nói, nhưng mà để làm được thì nó sẽ khá đơn giản. Và em bắt đầu tập tành viết rap. Và sau khi viết rap xong ấy thì em bắt đầu thấy mọi người chuyển qua rap lên melody. Và em bắt đầu tập viết nhạc để cho trong một bài nhạc có vừa rap vừa nhạc thì sẽ hoàn chỉnh hơn. Và dần dần em viết tự học này kia, em không có. Nên lúc mà em nói chuyện với những người có học ấy nó sẽ rất là khó. Tại vì người tự học không có học qua trường lớp ấy thì cách nói chuyện, cách thuật ngữ nó sẽ khó hơn. Và đó là cái nguồn cảm hứng em học nhạc. Câu chuyện tự học của em xuyên suốt nhỉ? Ngay từ việc em học nhạc này, em học vẽ này, và em học mọi thứ nó đều khá là kiểu là một quá trình rất là độc lập ấy. Chị quên mất là chị đang nói chuyện với một cậu bạn 18 tuổi luôn ấy. Chị thấy đỉnh thế. Từ khi mà em bắt đầu up cái video hoạt hình đầu tiên lên trang của em cho đến ngày mà em đạt được nút bạc YouTube, nó diễn ra trong bao lâu? Như video đầu tiên của em là hình như là 6-7 năm trước. Lúc đó em vừa làm cái gì làm đăng lên luôn. Và hình như là những video lúc đó là có khi bây giờ em đã xóa rồi. Thì em đăng nhiều lắm. Trước khi mà em vào studio ấy, trước khi mà em làm một tập khoảng 2-3 tháng ấy, thì em đã từng làm những cái video rất là ngắn, rất là sàng. Ví dụ như là video hướng dẫn làm một hình. Để tiêu đề là hướng dẫn thôi, nhưng thật ra là em chỉ quay lại quá trình em làm thôi. Xong cái em ghép nhạc vào để cho họ xem. Và lúc đó làm những video như vậy thì rất là nhanh, chỉ cần tốn một buổi sáng là xong rồi. Và em đăng rất nhiều video trước khi em vào cái studio. Mất 6 năm để một kênh YouTube có được nút bạc ấy. Chị biết là cái hành trình đấy nó khá là gian nan, bởi vì cái gì mà tôi bắt mở kênh YouTube ra thì tôi luôn mơ đến là một ngày mai tôi mở mắt dậy là tôi sẽ có 100.000 sub. Nhưng mà thực sự để mà nói thì cái thời gian đấy nó rất gian nan, và đặc biệt là Vũ em theo một cái ngành làm phim hoạt hình tại Việt Nam nữa, là một cái ngành khá là mới ấy. Thế thì cái hành trình đi của em ấy, nó có bao giờ em cảm thấy là hình như mình đang sai rồi, hình như nó đang chậm quá, hình như nó có vấn đề gì đó ở đây rồi, và đôi khi mà em muốn bỏ cuộc không? Dạ, có một khoảng thời gian em muốn bỏ cuộc. Trước đây ấy, lúc mà em chưa được thành công, chưa được biết tới nhiều ấy, thì em thấy mọi cái thất bại của em là chuyện bình thường. Nhưng mà khi em được biết tới nhiều ấy thì em bắt đầu không thể đổ lỗi được nữa. Ví dụ như hồi trước em làm ít view ấy thì em cứ nghĩ là do mình chưa biết quảng cáo. Nhưng mà đến lúc em vào Apple Studio rồi thì có nghĩa là không còn lý do gì để em thất bại nữa. Nhưng chính cái cú thất bại, cái khoảng thời gian thất bại ấy, khoảng
khoảng thời gian làm cho em đau đầu nhất là thật ra là mình có đang chọn đúng hướng không, hay là mình nên nhảy vào kinh doanh luôn, mình khỏi làm hình nữa, khỏi làm YouTube nữa. Nhưng mà sau đó thì em bắt đầu suy nghĩ kỹ lại và em vẫn giữ được là mình phải làm YouTube, mình vẫn có thể sửa được và vẫn có thể phát triển được, vượt qua được cái khó khăn này. Và em bắt đầu cố gắng làm tiếp. Cái ngành này, animation rồi là làm phim hoạt hình ấy, công việc này nó đem đến cho em những cái cơ hội gì? Em thấy thứ nhất là cái công việc và định hướng rõ ràng. Thật ra một bạn có đam mê, có định hướng rõ ràng vào công việc ở thời điểm này, thời điểm đại học này rất là hiếm. Thậm chí nhiều bạn học rất là giỏi cơ, nhưng mà đến lúc ra đường mà không biết là mình muốn làm gì, mình sẽ học cái gì. Thì em may mắn là em biết đó khá là sớm và em có thể phát triển được như bây giờ. Em có công việc, em có những mối quan hệ đặc biệt, em có thể đi du lịch ở Hà Nội để qua gặp các studio anh chị, và em được mọi người tôn trọng, mọi người biết đến và mọi người tin tưởng. Gia đình em với họ hàng em cũng tự hào em nữa. Mọi người ở trong nhà ấy, các em ở trong nhà ấy, có em có bao giờ trở thành con nhà người ta ngay chính với các em ở trong nhà mình không? Thật ra là em về nhà, về quê này kia thì họ cũng được tôn trọng, cũng được nghe kể rồi, nghe khen nhiều lắm. Nhưng nhiều lúc khen bị quá trớn cơ. Nên cái khen quá trớn thì em cũng nghe, em cũng vui, nhưng mà nó lại bị vui hơn người gượng tí. Tại vì họ bị nói quá. Vấn đề là mình luôn cần phải biết mình ở đâu, đúng không? Dạ vâng. Có điều gì mà em nghĩ là mình sẽ cần khắc phục để mình biết mình ở đâu? Có điều gì mà em đang học? Thật ra thì hồi bắt đầu mới nổi tiếng tới bây giờ thì cái mà em phải học nhiều nhất là khiêm tốn. Và kiểu biết mình đang ở vị trí nào. Khoảng thời gian mà mới phát triển, mới vào FL Studio ấy, là khoảng thời gian em rất là ngông. Kiểu ngông không phải là kiểu như giang hồ này kia đâu, nhưng mà kiểu như mình đang tự hào bản thân quá trớn ấy. Mình nghĩ là mình có thể làm được nhiều thứ rất kinh khủng khiếp. Và đầu năm học FPT ấy, sẽ có một bài học là sẽ có bài là điểm tốt, điểm xấu này kia các thứ. Phân tích ra. Thì cái điểm tốt ấy, nó thật là cái lúc mà em nhận thức được bản thân em giỏi ấy, là em điểm tốt em ghi được rất là nhiều. Nhưng đến lúc điểm xấu ấy thì em mới là em ghi được rất là ít. Và em trong đầu em kiểu ui mình hoàn hảo phải. Nhưng mà sau một khoảng thời gian em mới nhận ra cái việc mà mình ít điểm xấu không phải là do mình giỏi, không phải là do trưởng thành, mà là do mình còn quá nô để mình nhận ra điểm xấu của mình. Nên em rất vui khi mà cứ sau mỗi quá trình phát triển em lại nhận ra được những điểm xấu của mình để mình có thể phát triển và mình thay đổi nó hoàn thiện hơn. Lúc nãy em còn nói là kiểu mình thấy mình tự tin ấy, mình giỏi, mình kiếm rất được tiền ấy, và cô lại quay về câu chuyện định giá bản thân ấy, lấy đâu ra tự tin để em khẳng định là mình giỏi thế? Dạ, thật ra thì để em kể xong một tí thì hồi cấp hai, cái hồi mà em còn rất là tự ti vào bản thân, rồi mình không học giỏi, không có mối quan hệ, rồi đủ thứ việc khác nữa. Và cái khoảng thời gian đó có một ông thầy chủ trì ở chùa đấy, ông xem em và em bảo là sau này em sẽ có mối quan hệ rộng, em sẽ giỏi. Và với một tâm thế một người tự ti như vậy thì tất nhiên là em không tin. Và đến sau một khoảng thời gian sau ấy thì em mới học làm hoạt hình, em mới biết mình đam mê cái gì. Và em nhận ra rằng khi mà biết mình đam mê, mình thích một cái gì đó thì đó là một cái điều cực kỳ tuyệt vời. Và bắt đầu em mới nhận ra là thật ra học giỏi văn hóa không phải là thứ duy nhất để có thể kiếm bản thân mình giỏi, mà đôi khi mình chỉ cần nhận ra mình thích cái gì thôi là mình có thể phát triển cực kỳ mạnh với hướng đi đó. Và lúc đó em biết là mình không phải là một người cá biệt nữa, mà mình là một sự khác biệt. Và từ đó em bắt đầu phát triển đam mê của mình và em chứng minh cho mọi người thấy là em không phải là tầm thường. Có bao giờ em nghĩ là mình sẽ làm một bộ phim hoạt hình về cuộc đời của mình không? Có chị, em thấy cuộc đời của em có rất nhiều cái để kể. Nên là em đã từng có suy nghĩ là sẽ làm một phim cuộc đời của mình. Đến khi nào mà mình đủ giỏi, đến khi nào mà mình đạt được những thành công kiểu mình lên đỉnh rồi ấy, thì mình sẽ có nhiều người xem. Và lúc đó em sẽ làm một phim cuộc đời mình để truyền cảm hứng cho rất nhiều người khác có những cái đam mê và dám liều với đam mê đó. Đam mê và dám liều với đam mê đó. Câu chuyện liều nhá. Yeah. Liều phải đánh đổi chứ. Đánh đổi gì thế? Em đánh đổi gì? Dạ, có rất là nhiều. Ví dụ như là hồi cấp 2, cấp 3 thì đánh đổi của em là thời gian. Em sẽ ít thời gian đi chơi với bạn bè hơn. Và những lúc học nữa, khi mà em đánh đổi vào thời gian và công việc ấy, thì khi học em sẽ không thể nào mà học 100% được. Em sẽ vừa học vừa làm. Và thời gian là cái quan trọng nhất. Và cái thứ hai là sức khỏe. Ngồi làm một chỗ thì lúc nào nó cũng rất là nhiều vấn đề xảy ra. Nhưng may mắn một chỗ là em lại không có thói quen ngồi làm. Em hay nằm làm, rồi em đi đâu cũng làm, rồi uống cà phê cũng làm. Tại vì điện thoại rất là tiện, chỗ là mình rút ra mình làm được liền. Còn máy tính thì nó bị
vấn đề chỗ là mình phải ngồi đấy, nên vấn đề sức khỏe, thời gian và cả những mối quan hệ. Em thấy cái việc mình đánh đổi như thế nó có xứng đáng không? Em thực sự là nó lời, rất là lời. Em mong là nhiều bạn sẽ đánh đổi, tại vì thực sự em thấy rất là lời. Nhiều bạn nghĩ, em biết là nhiều bạn sẽ khi làm những cái gì đó lớn ấy, thì các bạn sẽ lo lắng này kia, nhưng có một điều mà em luôn chắc chắn và em luôn muốn nói với các bạn ấy, là một khi đã cố gắng á, thì chỉ cần cố gắng hết mình là kiểu gì cũng làm được hết. Em mới đây là em mới đánh đổi có đâu có khoảng vài năm là em thấy xứng đáng rồi, cỡ 4 năm thôi là em thấy những cái quả đó đẹp rồi. Nên thật sự là giờ mà cho em đánh đổi 10 năm thì em cũng vẫn đánh đổi. Nó sự rất đáng. Không biết 10 năm nữa gặp lại Vũ Sino thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Ở FPTA Do Chill thì luôn có một cái câu hỏi thương hiệu là nếu ví cuộc đời của mình hay là hành trình của mình là một bài hát thì em nghĩ cuộc đời của em sẽ là bài hát gì? Em nghĩ là một bài hát khá là yêu đời. Bài gì mà Grady kết hợp với mình ấy mà em hay nghe lắm nhưng mà em quên tên rồi. Bài đấy nói về gì nhỉ? Kiểu như là nói là một người che chở ôm, kiểu ôm lấy một cái ngày vất vả của một người đó, kiểu chia sẻ với nhau ấy. Và em thấy nội dung nó khá là tích cực. Và nó thuộc dạng chia sẻ và nó mang lại cái cảm hứng để cho mình thoát được khỏi một ngày tồi tệ. Chị cảm thấy rất là vui và nó là một đặc quyền của chị khi mà chị được nói chuyện với các bạn trẻ trong cái series podcast FPTA Do Chill này. Nó có rất nhiều những cái câu chuyện mà khiến cho mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Mình được truyền những cái động lực với câu chuyện là mình dám đánh đổi, mình dám cố gắng để tự học và dám tìm ra cho mình những cái niềm đam mê ấy. Và chị cũng rất là cảm ơn Vũ ngày hôm nay đã đến đây và chia sẻ những câu chuyện rất là hay của em. Và hy vọng rằng là trong tương lai, ước mơ lớn của Vũ nó sẽ thành sự thật. Chị nghĩ là cảm ơn chị. Sớm thôi phải không? Dạ vâng, sẽ rất sớm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe FPTA Do Chill ngày hôm nay. Nếu như yêu thích Vũ và vô tình đó nhận được một cái gì đó, học được một cách gì đó làm hoạt hình chẳng hạn, biết đâu Vũ lại khơi lên nguồn đam mê của nhiều bạn đang thích vẽ, đang muốn làm hoạt hình thì sao. Nếu như thế thì các bạn hãy cho chúng mình một lượt nghe, một lượt like nhé. Và đừng quên là FPTA Do Chill sẽ có mặt trên nền tảng Spotify, Anchor, Apple Podcast FPTA Do Chill và fanpage FPTA Education. Rất mong sẽ được gặp lại Vũ và gặp lại các bạn trong các số sau. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.